Chào mừng các bạn đến với trang web học tiếng Anh online ece.vn. Hôm nay chúng ta sẽ học từ vựng bài số 46. Doctor's office. Đầu tiên chúng ta có chữ annually. Annually trạng từ có nghĩa là hàng năm. Annually hàng năm. Và đồng nghĩa với nó chúng ta có chữ yearly hay là once a year. Yearly, once a year, annually. Tiếp đến là cái danh từ cuộc hẹn appointment. Appointment, cuộc hẹn appointment. Và chúng ta có cụm từ đi chung với chữ appointment là make hoặc là arrange. Make appointment hoặc là arrange appointment. Tiếp đến chúng ta có động từ assess. Assess có nghĩa là đánh giá, assess. Và chúng ta có danh từ sự đánh giá, assessment. Assessment. Và chúng ta có tính từ có thể đánh giá được là accessible. Accessible. Tiếp theo chúng ta có chữ diagnose. Diagnose động từ có nghĩa là chẩn đoán. Diagnose chẩn đoán. Và chúng ta có danh từ sự chẩn đoán là diagnosis. Diagnosis. Và tính từ là diagnostic. Diagnostic. Có nghĩa là mang tính chất chẩn đoán, mang tính chất chỉ để chẩn đoán. Effective. Effective tính từ có nghĩa là hiệu lực. Effective hiệu lực. Và đồng nghĩa với nó chúng ta có cụm từ be in effect. Be in effect. Tiếp đến chúng ta có danh từ nhạc cụ instrument. Instrument nhạc cụ. Record hoặc là record. Danh từ đọc là record và động từ đọc là record. Danh từ là hồ sơ và động từ có nghĩa là ghi chú. Các bạn để ý nhé. Và chúng ta có tính từ recorded. Recorded. Refer. Refer động từ có nghĩa là, có nghĩa là về việc hay là về một cái chuyện gì đó, về một cái điều gì đó. Từ này nó hơi trừu tượng, hơi khó hiểu. Cuối cùng chúng ta có chữ serious. Serious tính từ có nghĩa là nghiêm trọng. Serious, nghiêm trọng. Và danh từ của nó là chữ seriousness. Seriousness, sự nghiêm trọng.